Gia đình dừng chân lại cái mô theo xích này để ngủ trọ tối nay. Thì ở đây ở người Việt Nam của mình kinh doanh ở trên toàn nước Mỹ về móng tay với lại phở. Thì cái chỗ này mình chưa từng biết qua, mình chỉ có coi nó nằm ở trên gần ở trên cái lộ xa lộ 95 á, nó tiện cái đường cho mình vô đây thôi. Vô đây nó có chỗ cho mình đổ xăng rồi quán cà phê đồ gì đó. Thì gần ở đây khoảng chừng 5-10 phút đi bộ có hai cái nhà hàng. Đó thì gia đình của mình ngồi xe cả ngày mệt. Bây giờ đi tản bộ 10 phút tới cái nhà hàng Việt Nam. Hiện bây giờ là 6 giờ 40. Hồi nãy mình vừa quay cái lúc mà mình giới thiệu cái motel xích đi lấy nước đá đó, 10 phút. Thì thỉnh thoảng lâu lâu mình mới có dịp mình đi ra ngoài, vài ba tháng mình đi ra ngoài thì mình quay kiểu như dạng mình không có live trực tiếp, nhưng mà mình phải tải lên liền để cho các bạn biết cái tình hình nó cái phim nó thực hiện là trong cái ngày đó, chứ không có chờ đợi. Giống như mình không có quay 2-3 ngày trước rồi mình tải, mà mình quay rồi mình tải lên liền luôn cho các bạn xem, là nó cũng tự tựa như live vậy đó. Đó thì ngay cái chỗ này mình nghỉ qua đêm nó cũng rất là tiện. Nó rất là tiện, dài dài trên đường này, cây xăng rồi quán ăn đồ quá chừng luôn. Đó thì người Việt Nam của mình đi qua bên Mỹ kinh doanh nhà hàng, kinh doanh móng tay khắp mọi nơi. Đó, từ cái chỗ của mình nghỉ đó, đi bộ 10 phút. Ở dưới kia mình nhìn xa xa nó có cái hai gạch nữa. Thật ra chỗ này mình chưa từng biết tới các bạn, mình chưa từng nghe qua, mình chỉ có nhìn theo. Vừa nói móng tay, ở trên đây có cái Master Nail nè. Master Nail nè, móng tay người Việt Nam của mình đó, nằm bên cạnh GameStop luôn. Mình không có biết ở cái chỗ này, mà mình cũng không có bao giờ mình nghe qua cái chỗ này. Thì mình coi ở trên cái bản đồ Google Maps đó các bạn, mình muốn ghé vô đây nghỉ chân trọ một đêm, sáng ngày mai mình tiếp tục mình chạy xuống bang Virginia. Thì từ ở bên đây á, đi qua bên bang Virginia khoảng chừng 35-40 phút lấy xe. Thì ở bên đây á, là biên giới Maryland, biên giới với lại Virginia. Đó thì mình quay sơ sơ cho các bạn xem cái sự chất lượng của nước Mỹ. Mặc dù ở Việt Nam của mình nói cái gì cũng có, cũng giống như Mỹ, mà có chứ các bạn ơi, tin mình đi, ở Việt Nam kinh doanh nó lúc này lúc nọ. Thí dụ như ở bên Mỹ mình nói một cái ví dụ như người ta bán cái giá đó, ở đây có Family Dollar Store nè, khát nước vô đó muốn mua nước cũng rẻ lắm. Thí dụ như ở bên Việt Nam của mình nói một cái ví dụ, họ bán cái sản phẩm nó cùng là một giá, cái tới cái mùa cao điểm, tới cái này cái kia vậy đó, bắt đầu họ muốn bán sao họ bán, họ tăng giá. Các bạn hiểu không? Ở bên Mỹ không có cái gì. Nếu mà kinh doanh á, mà họ lợi dụng cái hình thức mà lên giá tiền á,
là bị chính phủ tới dẹp tiệm liền. Là như thế nào? Là ở bên Mỹ á, không biết tình huống gì, ngày xưa các bạn treo cái bảng giá đó, bán cái món đó $1, thì tới cái mùa cao điểm hay là tới cái gì không biết, là các bạn phải bán $1. Chứ các bạn không nói, không thể nói được, nó không có mùa Tết tôi bán $1, bây giờ tới mùa Tết tôi bán $5, không có như vậy. Ở bên Mỹ mà các bạn làm như vậy là chính phủ sẽ xuống đóng tiệm, dẹp tiệm các bạn liền. Cho nên những cái chia sẻ của mình muốn gửi cái ý tốt, cái thông điệp để đến với đất nước Việt Nam của chúng ta, để mà chúng ta phải kinh doanh đàng hoàng, đâu do đó phải có cái tiêu chuẩn quốc tế. Các bạn biết không, không phải là mình bức xúc, mình phàn nàn, mà là giống như mình kể hồi nãy, mình kể cho các bạn nghe vậy. Gia đình của mình 4 người đi về Việt Nam, đi mấy cái khách sạn, để mình nêu tên khách sạn ra cho các bạn biết, để các bạn là bằng chứng nhớ. Cái khách sạn mình nhớ là cái khách sạn một cái để mình gọi, lâu quá mình cũng quên tên, nó nằm đối diện với gặp Trống Đồng á. Cái khách sạn đó mình quên rồi, để coi, lâu quá mình không nhớ. Cái khách sạn đối diện với gặp Trống Đồng á đó, thì mình đi vô đó, gia đình của mình 4 người. Nó nói gia đình 4 người phải book 2 phòng, phải đặt 2 phòng. Còn các bạn thấy bên đây không? Mình nói 4 người, mình đi vô 4 người, giá từ đầu tới đuôi là cùng một giá, chứ không có cái vụ mà 4 người rồi lấy thêm tiền, không có cái vụ đó. Đó thì đây nè, cái phở này nó tên là cái phở Kevin đó. Các bạn thấy nó vô cùng tiện lợi không? Đó là cuộc sống ở nước Mỹ. Thì hồi nãy gia đình của mình đi bộ từ cái Motel Six đó đi tới đây thì vô mạng, vô Google, bấm thì thấy ở đây nè. Thôi bây giờ mình tạm ngưng ở đây, để gia đình của mình ở trong đó đợi mình lâu. Đó thì mình xin chia sẻ với các bạn vậy đó. Ở bên Việt Nam mình kinh doanh kỳ lắm, họ muốn tính mình giá bao nhiêu, họ tính là họ thấy mình ở nước ngoài về nhìn mình có cái vẻ Việt kiều hay gì, muốn làm tiền á. 4 người kêu book 2 phòng, mình bị cái khách sạn Nikko của Nhật một lần. Cái khách sạn đó họ tính một phòng 7-8 triệu gì đó, mình quên, nhớ mày mại cỡ giá đó đó. Rồi thêm một cái khách sạn nó nằm ở đối diện với lại gặp Trống Đồng, khách sạn đó lâu quá mình cũng quên tên khách sạn đó rồi. Thấy gia đình của mình, hai vợ chồng 4 đứa con cũng bắt book 2 phòng. 2 phòng là họ muốn thêm tiền mình, các bạn biết không? Đó. Ok, hẹn các bạn lại một cái video kế tiếp. Chúc tất cả có một buổi tối thật là nhiều vui vẻ.